Thưa quý vị và các bạn, Chùa Âm, một di tích kiến trúc nghệ thuật nằm trên đường Thống Nhất, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia vào ngày 14 tháng 4 năm 2011. Chùa Âm với kiến trúc đẹp nằm giữa trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm là điểm đến tham quan của du khách gần xa mỗi khi có dịp đến thăm Ninh Thuận. Trong một check-in Ninh Thuận hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá ngôi chùa này nhé. Chùa Âm có diện tích xây dựng 400m2, tọa lạc tại khu phố 3, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Nơi đây thờ Đức Quang Thánh, một vị quan biểu thị lòng trung nghĩa của cộng đồng người Hoa. Thưa quý vị và các bạn, khi đến tham quan một công trình kiến trúc cổ thì ngoài việc được chiêm ngưỡng những nét hoa văn chạm trổ độc đáo thì việc lắng nghe về phong cách xây dựng ở một cái di tích đó thì càng thêm phần ý nghĩa đối với mỗi du khách. Và kế bên phát đây chính là chủ Hàn Nho Quang, là trưởng ban quản lý của chùa Âm Phan Rang ạ. Xin được chào chú ạ. Hy vọng là ngày hôm nay chú sẽ giúp cho Hoàng Phát cũng như là quý vị khán giả biết được những thông tin bổ ích về chùa này. Thưa chú, là đầu tiên là chú có thể cho khán giả được biết là cộng đồng của người Hoa mình đã di cư đến Ninh Thuận từ khi nào và chùa Âm đã xây dựng trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Người Hoa đến đất Ninh Thuận này thì vào đầu thế kỷ thứ 19, thì họ đến đây với tính cách là đi buôn bán và lập nghiệp. Dần dần họ tụ tập được thành nhóm đông và họ coi như là lập nên chùa chiền và trường học. Đó. Thì ở chùa Âm này thì được phát hiện là vào năm 1831, công trình được tiến hành năm 1891 đến năm 1893 là công trình hoàn đỏ, được kéo thành ba gian khang trang và đẹp hơn. Và đến năm 1998 trùng tu một số mái ngói kèo hư, và cho đến nay thì sau thời gian ấy thì ngôi miếu này cũng đã gần 200 năm. Thưa chú, là bất kể cộng đồng người Hoa di cư đến đâu á thì cũng đều để lại những công trình kiến trúc, đặc biệt là những ngôi chùa. Thì đặc biệt là chùa Ông thì cũng không phải là ở Ninh Thuận là duy nhất mà cũng đã xuất hiện ở những tỉnh thành khác rồi, khi mà có dấu chân của cộng đồng mình đến sinh sống. Vậy thì với chùa Ông ở Ninh Thuận mình thì có điều gì đặc biệt hay là có thông tin gì thú vị hơn mà chú muốn chia sẻ cho các bạn khán giả được không ạ? Nếu mà nói về chùa Ông Phan Rang mình thì cái không gian rộng thoáng và cái lối kiến trúc của nó dàn cột kèo, cái điểm nhấn của nó là có phần giếng trời làm cho cái không khí bên trong nó được ôn hòa hơn, dễ chịu hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Quang rất là nhiều. Chùa Ông xây cất theo hình chữ tam gồm có 3 gian: gian chánh điện thờ quan công, gian bái đình có khoảng sân rộng cho nhân dân đến cúng bái, gian hội quán làm nơi trao đổi của cộng đồng Hoa Kiều. Hệ thống cột cái, đòn dông được chạm khắc tinh xảo, phản ánh nghệ thuật kiến trúc đình chùa vào cuối thế kỷ 19. Theo ông Hàn Nho Quang, khi khởi công xây dựng, thế hệ người Hoa lúc bấy giờ đã mang các vật liệu về từ Trung Quốc với hàng chục khối gỗ, đá, san hô, ống nghè, còn gọi là đất nung dạng ống, cùng đội ngũ thợ xây, điêu khắc, giỏi nghề sang Việt Nam xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, ở chùa Ông thì thường xuyên diễn ra những cái lễ tế hàng năm, nhưng mà ngoài ra thì những ngày cuối tuần hay là những ngày rằm hàng tháng thì Phát cũng bắt gặp mà nhiều du khách đến đây để mà thắp hương cầu nguyện hay là có thể tham quan ở di tích này. Và kế bên đây chính là một bạn nữ Phát vừa mới quen được ạ. Xin được chào bạn ạ. Chào bạn. Mình là người con của Ninh Thuận hay là dân ở tỉnh khác tới ạ? Mình là người con của Ninh Thuận, mình sinh ra và lớn lên ở đây. Vậy thì bạn có thường xuyên đến chùa Ông này không? Thật ra thì đây là lần đầu tiên mình đến chùa Ông để tham quan. Vậy thì bạn thấy ở chùa Ông này có cái điều gì đặc biệt mà khiến bạn thích thú và đến đây trải nghiệm ạ? Mình đến đây là vì mình cảm thấy là ở nơi đây có cái sự đặc sắc trong thiết kế, và đến tận bây giờ thì họ vẫn bảo tồn và duy trì được những cái thiết kế ở nơi đây như thế này, vẫn còn vẹn nguyên, thì mình thấy rất là đẹp. Xin được cảm ơn bạn và chúc bạn có một buổi tham quan thật sự là vui vẻ bạn nhé. Cảm ơn bạn. Trên nóc chùa được trang trí hình lưỡng long tranh châu, các mái được chạm khắc lông phụng, hoa lá, đường nét sinh động, sắc màu tươi thắm. Tại chùa Ông còn lưu trữ nhiều vật dụng thờ cúng cổ có giá trị về nghệ thuật, đúc đồng, gốm sứ, liễn thờ. Với những giá trị trên, chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia vào ngày 14 tháng 4 năm 2011. Hiện nay, chùa Ông là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người Hoa. Trải qua gần 200 năm, chùa Ông vẫn giữ được nét mộc mạc nguyên sơ như ban đầu mới xây dựng.
Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Ngoài những cánh đồng muối trắng nè, những vườn nho triệu quả hay là biển xanh cát trắng nắng vàng thì du lịch tâm linh cũng thu hút khá là đông du khách, và chùa Ông là một trong những ngôi chùa cổ được du khách ghé thăm. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những điểm đến tiếp theo.